Không biết là ở đây có ai thích ăn món đùi gà chiên vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe không? Thì để hôm nay ông anh thích nấu ăn sẽ chỉ mọi người làm món này nha. Tại vì mình cũng là một người tập luyện thể thao mà. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn những cái đùi gà cỡ vừa, sau đó khứa ra để dễ thấm gia vị hơn. Còn đây là cái nguyên liệu mà mình hay ướp gà để đem đi chiên. Thì sẽ gồm có là bột tỏi, bột hành, bột ớt, muối, tiêu, bột cajun và bột lemon pepper. Rồi cho hết vào một cái hũ lắc đều lên để lần sau mình còn dùng nữa. Với gà lần này thì mình sẽ chiên với nồi chiên không dầu. Thì bí quyết của mình là sẽ dùng một muỗng bột baking powder là bột nở chứ không phải bột baking soda nha. Mình sẽ chiên trong nồi chiên không dầu khoảng 2 lần. Lần đầu là nhiệt độ là 150 độ trong vòng 20 phút. Trong thời gian chờ thì mình sẽ đi tắm tại vì mới đi tập về mà mình phải công nhận mấy cái áo thể thao này mặc thoải mái thật sự. Mặc ở nhà cũng mát mà mặc đi chạy bộ thì lại thấm mồ hôi rất là tốt. Còn đây là một cái nguyên liệu đặc biệt nữa của mình đó chính là lá chanh. Tại vì thịt gà thì phải có lá chanh. Lần thứ hai thì mọi người sẽ lật đùi gà chiên 200 độ trong vòng 5 phút. Thì như vậy miếng thịt gà vừa vàng da bên ngoài mà bên trong nó lại cực kỳ là mọng nước luôn. Thì phải như vậy thì mỗi ngày chúng ta mới ăn được đúng không? Vừa ngon mà vừa lại tốt cho sức khỏe nữa. Và đây là miếng đùi gà hoàn hảo của mình nè. Bên trong thì vừa chín tới, vừa mọng nước, bên ngoài da thì vàng giòn. Bây giờ thì các bạn khỏi sợ là ăn đùi gà không tốt cho sức khỏe nữa nha.